Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn bán NFT mạng OKChain nha các bạn. Thì để bán được thì các bạn cần copy cái link sàn với phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn mở trình duyệt Wiki Browser hoặc là MetaMask của tất cả bạn ngang nha các bạn. Sau đó các bạn dán cái link sàn vào nè. Sau khi dán cái link sàn vào thì các bạn connect mạng OKChain của mình nha các bạn. Thì vì mình đã connect sẵn luôn các bạn. Rồi, nếu các bạn nào chưa hiện cái mục này thì bạn bấm vào bio anh cùng nữa các bạn. Oh sorry các bạn. Nó ra giao diện như thế này nè các bạn. Các bạn nhấp vào mặt ba gạch dấu gạch này nè các bạn. Các bạn chọn MiniFT này các bạn. Thì nó sẽ hiện tất cả các con tóc cần NFT của bạn có được nè các bạn. Mình đã được có một con NFT là God nè các bạn. Thì đây là vũ khí level 4. Đây thì chân tay này nọ đâu đó. Level 1 nè. Đây thì mình bán NFT cho những thằng chơi game đó. Chơi nha các bạn. Rồi click account. Nên. Rồi, để xét giá thì các bạn nhập cho ba anh cùng nè. Các bạn bấm vào một match cat nha các bạn. Có những người bạn sale 500 OKT nè, con NFT này nè các bạn. Rod 7811 sale 250 OKT này, sẽ giữ người ta 10 OKT. Mình khuyên các bạn treo giá cao lên các bạn, không có treo phá giá các bạn. Thì theo con là NFT của tất cả các bạn nha các bạn. Những cái NFT này thì vũ khí level 2. Đây thì là những cái này là những cái vũ khí mà khi một ai đó cần mua NFT mình để nó làm nhiệm vụ các bạn. Có người treo rồi thì để bán được thì bạn nhấp vào một mũi lên mũi tên lại đây các bạn bấm vào MiniFT này các bạn, mình không biết bán bao nhiêu luôn. Rồi các bạn nhấp vào đây nè các bạn, nhấp vào màn hình này nè các bạn, nhấp nhẹ vào thì nó ra cái mục on sale các bạn, mục sale nè. Rồi các bạn bấm vào sale nè các bạn. Rồi ở đây thì số lượng bạn muốn bán bao nhiêu là tùy các bạn nha các bạn. Mình bán 50 thôi các bạn. Rồi bạn bấm vào confirm nha các bạn. Không có bán rẻ được các bạn. Rồi sau khi bạn bấm vào confirm thì các bạn xác nhận cái nha các bạn. Có người qua. Rồi bạn bấm xác nhận các bạn. Có người qua sale đâu 2000. 2000 OKT các bạn. Những bạn nào mà ngáo ngáo vào lên lệnh bài một cái gì là tôi mạng. Rồi các bạn xác nhận lên cây nữa nha các bạn. Chỉnh ra mình phối ra 0.003. Rồi bấm xác nhận nữa các bạn. Rồi các bạn mới đáp tới các bạn. Rồi vậy là mình đã sell được nè các bạn. Mình đã sell được 50 OKT nè các bạn. Hy vọng có người nào mà vô bài một cái là khẩm nó nghe các bạn. Hiện tại một tốc căn OKT này có khoảng 90 đô. Thì các bạn có cái sale đi mình cũng chả mất cái gì nha các bạn. Phí ra thì khá là rẻ, chạy với nền tảng của OK thì các bạn cứ để đây đi. Sau này những cái thằng chơi game mà nó cần cái con mà NFT có level như mình nó có tiền là nó mua rồi các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nhé.